không không một thế giới nhị thứ nguyên mới là chúng ta mộng tưởng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Ta ít ít ít, dự báo thời tiết không phải nói hôm nay trời trong nắng ấm, trời quang cao chiếu sao? Nhìn phía trên đỉnh đầu mây đen thảm đạm một mảnh ám hồng bầu trời, lâm lạc cảm giác tương đương phiền muộn. Cái này chết tiệt đài khí tượng lại đang hố cha, các ngươi ngoại trừ lừa dối người, lẽ nào cũng sẽ không làm một điểm chuyện đứng đáng sao? gặp quỷ nhìn qua mưa này phỏng chừng sau đó được rất lớn. Lâm Lạc vừa trách móc, một bên tìm địa phương chuẩn bị tránh mưa, hắn ở địa phương tiếp cận ngoại ô, vị trí có điểm hẻo lánh, bình thường có rất ít xe lui tới, xuất hành trên cơ bản đều dựa vào tự lập sống lại, mà giờ khắc này hắn rời nhà chí ít còn có 20 phút con đường, hắn dám cam đoan, nếu như lúc này không nhìn bầu trời cái kia tầng tầng lớp lớp mây đen, 200% sẽ xối thành ướt sủng. Chính mình dính ướt ngược lại đừng lo, có thể một phần vạn trên tay cái này mới mua gan game nếu là không cẩn thận thấm thủy mà không cách nào đọc đĩa vậy thật to bi kịch phải biết rằng vì mua được cái này nhất mới gan hắn chính là ước chừng ăn gần nửa tháng mì ăn liền vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì hết ý phát sinh đây là làm một thâm niên mọc game anim say mê công việc gan người phóng khoáng lạc quan phải chuẩn bị chuyên nghiệp tố chất còn tốt lâm lạc vận khí không tệ ở mưa xối xả mưa tầm tả xuống phía trước trốn vào một cái tắc báo nhỏ đình, hắn nhón chân tựa ở cửa cuốn bên trên, tuy là vị trí không lớn nhưng miễn cưỡng còn có thể tránh mưa. Rào rào. Rào rào. Không đến 10 giây, lớn chừng hạt đậu một dạng mưa xối xả rốt cuộc mưa tầm tả xuống. Mưa lớn rơi trên mặt đất văng lên vô số bọc nước, cùng phong kẹp theo nước mưa thổi tới, mặc dù là ở mùa hè, Lâm Lạc cũng cảm thấy hàng ý mười phần, trốn ở tiệm bán báo hạ lạnh rung em gái ngươi, tê, sớt thật không góp sức, sớm biết nên mặc áo gió. Lâm lạc biểu môi lan lấy, đúng lúc này, hắn chợt phát hiện bầu trời sinh ra một tia kỳ quái ba động, thật giống như nước yên tĩnh mặt đột nhiên bỏ lại một khối tảng đá, mang theo một vòng một vòng liên y. Trời ạ, à, lẽ nào xuất hiện ảo giác? Lâm lạc hơi sững sờ. Rất nhanh, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện, làm cái kia liên y theo chấn động kịch liệt mà dần dần khuếch tán sau đó bầu trời nước ra rồi một cái to lớn lỗ đen xuất hiện tại lâm lạc trước mắt mẹ nhà nó em gái ngươi tại sao phải xuất hiện lỗ đen à lâm lạc trừng lớn con mắt đầu trong nháy mắt xuất hiện chập mạch cái này đột nhiên đánh vào thị giác thật sự là quá chấn động lòng người để hắn hoàn toàn không dám tin tưởng lãnh tĩnh lãnh tĩnh cái này chủng địa phương căn bản cũng không khả năng xuất hiện lỗ đen à nhất định là ảo giác đúng ảo giác Dùng sức xoa xoa con mắt, vài giây sau, Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn nữa. Bầu trời y nguyên vẫn là cái kia mảnh nhỏ bầu trời, lỗ đen vẫn như cũ. Dường như trở nên lớn hơn. Đây là tình huống gì? Ngoại tinh nhân xâm lấn. Vũ trụ chiến tranh. Vẫn là ngày tận thế. Hiện tại, Lâm Lạc suy nghĩ đường về cực kỳ hỗn loạn, em gái ngươi. Năm nay lại không phải 2012 năm làm lỗ đen hầu như bao trùm cả mảnh nhỏ bầu trời sau đó, lần nữa sản sinh biến hóa, một đạo một đạo quan điểm ở trong hắc động sáng lên, tuy là những điểm sáng kia nhìn qua rất nhỏ, nhưng không biết tại sao, lâm lạc lại có thể thấy rõ rõ ràng ràng, tròn, phương, ngôi sao hình, hình trái tim, hoành thất bại, dựng thẳng thất bại, tổng cộng thất thất 49 đạo quan điểm lấy một loại phương thức quỷ dị sắp hàng ở trong hắc động. Bỗng nhiên, trong hắc động lần nữa lóe ra một ánh hào quang, rực rỡ lóa mắt, khiến cho thiên địa trở nên thất sắc. Tiếp đó, lâm lạc mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi ý thức, chỉ là mơ mơ màng màng gian, hắn phản phất cảm giác được có vật gì chui vào trong cơ thể của mình. Bắt chước kinh Phật trải qua thiên thiên vạn vạn cái thế kỷ, ở vô tận địa ngục trầm luân tràn trọc, trợn mở ánh mắt trong nháy mắt, lâm lạc chợt từ dưới đất nhảy dựng lên, còn tốt, không có cục tay cũng không có cục chân, thoạt nhìn dường như bình yên vô sự. Hô! dùng sức thở hắt ra, lâm lạc nhìn về phía trước, nhất thời, cả người hắn đều ngẩn ra. Lúc này, di chuyển hiện tại trước mắt hắn cũng không phải cái kia quen thuộc đường phố, mà là một chỗ khê cốc. Núi xanh, nước biếc, thạch lâm, đại thụ. Sinh cơ bừng bừng, tràn đầy nét cổ xưa. Cái này, là cái gì địa phương? Tại sao có thể như vậy? Hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh để hắn có điểm không phản ứng kịp. Không được, phải bình tĩnh, muôn ngàn lần không thể bối rối, tâm như chỉ thủy. Tâm như chỉ thủy. Hít sâu mấy cái, Lâm Lạc ép buộc chính mình trấn định lại, tuy là tình huống trước mắt thực sự cực kỳ quỷ dị, bất quá thái sơn sụp đổ trước mà không biến sắc chính là trong nhà người phóng khoáng lạc quan chuẩn bị tố chất. Hơn nữa, tự mình thân là một game thất thần chúng một trong, thực lực LV5 đứng hàng thứ thứ ba, có nhân gian dĩ thượng, thần tiên vị mãn, danh xưng là ở trạch giới danh tiếng hiển hách tiến công chiếm đóng chi vương há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà kinh hoàng thất thố, cái này muốn truyền ra ngoài há lại không phải để vô số trạch hữu chê cười. Gì? Đang vỗ mạnh đầu miên man suy nghĩ gian, bỗng nhiên cảm giác được có chút dị thường, hắn phát hiện y phục trên người dường như trở nên lớn, khoác lên người lỏng lỏng lẻo lẻo vô cùng khó chịu, ống tay áo tê sớt dường như biến thành trang phục điển, hoàn toàn nhìn không thấy tay của mình khác thường vi hòa cảm để hắn theo bản năng sản sinh một chút bất an. Đưa tay từ trong ống tay áo vương ra, khi thấy sát na, lâm lạc cũng nửa bình tĩnh không thể, không nhịn được kinh hô. Cái này là của mình tay sao? Ước chừng nhỏ tầm vài vòng, nhìn qua tế bị nộn nhục, mang theo nhàn nhạt sáng bóng, trong nơi này giống như một cái nam nhân trưởng thành tay ạ à, gặp quỷ. Gặp quỷ. Lâm lạc sững sờ chỉ chốc lát, sau đó hắn thật nhanh chạy đến bên cạnh thủy đầm một bên, cúi đầu nhìn một cái. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cũng không phải là của mình y phục trở nên lớn, mà là thân thể của chính mình nhỏ đi, hắn dĩ nhiên biến thành một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài. Tại sao sẽ như vậy? Lâm Lạc tự lẩm bẩm, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ lại té xỉu trước một màn kia. Lẽ nào ta đã chết? sau đó linh hồn xuyên qua phụ thể hồi sinh nghĩ tới đây lâm lạc trên mặt lúc sáng lúc tối chợt vui chợt bi thương rắc rối phức tạp vô cùng đặc sắc cuối cùng hắn không cam lòng tự như ngưỡng thiên khóc khóc trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng cùng bi phẫn đừng a à, ta không phải phải trở về cổ đại ta không phải phải xuyên qua đến dị giới ta phải có hay không gan sẽ chết bệnh a à. xuyên qua đại thần ngài xin thương xót để ta lại mặc một lần đi kỳ thực ta tương đối hướng tới thế giới nhị thứ nguyên. thanh âm vô cùng thê lương, cực kỳ bi thảm, ồn ào quá. ngươi có phiền hay không a? À? bỗng nhiên, một cái nhọn giọng nữ ở lâm lạc sau đầu vang lên. lâm lạc bỗng nhiên quay đầu, phía sau, một cái bóng trắng phiêu phiêu đảng đảng, phiêu phiêu đản đản. Wow, quỷ a! À. lâm lạc sợ đến vội và nhắm lại con mắt. ba. lâm lạc hung hăng đã trúng một cái tác bên tai truyền đến thanh âm, giận không kềm được, quỷ gào gì, cô nãy nãy là nhân. Người Lâm lạc trợn mở con mắt, trước mắt là một cô gái, nhìn qua 27 tám tuổi, nàng mặc quần áo bạch sắc váy liền áo, đào tai hạnh mặt, mi mục như họa, tóc đen tung bay, phong thái yếu điệu. Ân, là một đại mỹ nữ. Lâm lạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá mỹ nữ cũng không có dọa người quyền lợi, cực kỳ tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt đại tỷ làm người không thể như thế không có công đức tâm người dọa người cũng sẽ dọa người ta chết khiếp nữ nhân thở dài vẻ mặt không thể làm gì biểu tình ai làm sao lại tới như vậy một con mọc game đây thực sự là bất hạnh a à? mọc game làm sao vậy mọc game cũng là có nhân quyền đấy lâm lạc nổi giận làm một trạch trung chi thần lại bị người như vậy khinh thị thật sự là buồn cười nhưng lại dùng con để làm chính mình đơn vị đo lường đó là lô ly chuyên dụng. Lâm lạc tại chỗ liền muốn phát tác, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, nữ nhân bỗng nhiên một cái tác phách trên vai của hắn, thở dài nói, được rồi, nếu đã tới cái kia cũng cũng không có biện pháp, khái khái. Ho khang một tiếng, trên mặt dường như đại di mụ tới một dạng biểu tình, ta xem ngươi xương cốt tinh kỳ chính là trong một vạn không có một tuyệt thế thiên tài. Về sau giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Quắc đờ phốt phát. Lâm lạc cảm giác đầu tiên cho là mình ngộ nhập, võ thuật, phần tiếp theo studio, nghĩ nữ nhân này lập tức sẽ móc ra một bản như lai thần trưởng, hoặc là cửu âm chân kinh. Ân, ừ, có lẽ là trong truyền thuyết một nguyên thần quyền. Bất quá nhìn chung quanh, cũng không có camera một loại kia đồ đạc, cùng với tiếng kia rung động đến tâm can thẻ. Đại tỷ, người có ý tứ. Chữ trên mặt ý tứ, người không hiểu trung văn. Lâm lạc. Một cái dưới. Ở nơi này là cái gì trung văn ngoại văn vấn đề, căn bản là thứ nguyên ở trên bất đồng chiếu sao. Mình rốt cuộc xuyên qua đến một cái như thế nào thế giới à, cái kia đại tỷ, mời hỏi nơi này là phương nào đại lục. Lâm lạc hỏi. Cái gì phương nào đại lục? Nữ nhân gương mặt cổ quái, nàng nhìn chầm chầm Lâm lạc hơn nửa ngày, mới, chỉ có, rốt cuộc có điểm hiểu được, ánh mắt lộ ra nồng nặc tiếu ý, ông bụng không hề phong phạm thuộc nữ nở nụ cười được kêu là một cái cười run rẩy hết cả người a à, hoa ha 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 cười cười chết ta rồi ha 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 dĩ nhiên nói phương nào đại lục a à, cười chết người không biết tại sao lâm lạc cảm thấy có chút mất mặt tiểu tử ngươi sẽ không phải là một lát sau nàng rốt cuộc ưỡn thẳng lưng cố nén cười ta nói ngươi sẽ không phải là nghĩ đến ngươi đã chuyển kiếp chứ Hít, không phải sao lâm lạc chấn kinh rồi phải không nàng phản vấn thực sự phải không ngươi cứ nói đi lâm lạc suy nghĩ một chút thử nói ra ta nhớ đến lúc ấy chứng kiến một cái lỗ đen sau đó hôn mê bất tỉnh ta phỏng chừng khi đó ta phải chết đương nhiên đây thật ra là một loại xuyên qua hình thức với là linh hồn của ta xuyên qua đến dị giới vừa lúc phụ thể ở một cái mới chết đi quỷ xui xẻo trên người càng đúng dịp là ít không may quỷ cùng ta trùng tên trùng họ hơn nữa thân thể hắn vẫn là trong một vạn không có một thiên tài võ học con là bởi vì bị cừu gia hạ nào đó cấm chế mà vẫn nghèo túng kế tiếp dựa theo xuyên việc lưu kịch tình phát triển ta sẽ đại triển thần uy võ công ân ừ, hoặc là ma pháp đột nhiên tăng mạnh sau đó không ngừng đẩy bốt tàn ác với người tàn ác với người đẩy bốt cuối cùng mở đại bố chủng thiên hạ lẽ nào không phải loại này phát triển sao Câu nói sau cùng, Lâm Lạc là đối nữ nhân nói, bởi vì hắn phát hiện lúc này, đối phương cười đến trên cơ bản đã lăn lộn trên đất. Ấy da da, ta không được, ta sắp cười chết rồi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái người thú vị như vậy, ta quá bội phục ngươi sức tưởng tượng. Nữ nhân ngủ thể đầu địa, chủy tay dậm chân. Lâm Lạc hoàn toàn bối rối, em gái ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Thẳng đến tốt mấy phút sau, nàng dường như cười mệt mỏi, mới, chỉ có, rốt cuộc từ dưới đất bò dậy, ngữ trọng tâm trường nói ra. Hai tử, về sau thiếu xem chút huyền huyễn tiểu thuyết đi. Lẽ nào ta không có xuyên qua? Lâm lạc đầu có điểm phát nhiệt, theo bản năng hỏi. Đương nhiên không có. Trả lời khẳng định, chỉ là rất nhanh thoại phong nhất chuyển, bất quá, ngươi hiện tại cùng với sắp sửa gặp phải sự tình, sợ rằng so với xuyên qua còn muốn càng thêm thần kỳ đây so với xuyên qua còn thần kỳ hơn đó là cái gì nữ nhân này tuy là cực kỳ thần côn nhưng cũng để hắn cực kỳ lưu ý ta đây không thể nói cho ngươi biết nữ nhân lắc đầu sau đó chỉ chỉ lâm lạc như đã nói qua ngươi đối với bây giờ thân thể có hài lòng không à đúng rồi nghe đối phương vừa nói như thế lâm lạc trong giây lát ý thức thân thể mình dị trạng sợ nói ngươi đã nói ta không có xuyên qua ta đây phản lão hoàng đồng lại là chuyện gì xảy ra? Hư hư. Trước đừng có gấp. Nữ nhân hừ lạnh hai tiếng, trong thanh âm dường như có điểm không có hảo ý, ngươi sợ dĩ sẽ xuất hiện tại nơi đây, là bởi vì có ba chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Vừa nói, nàng vương ba ngón tay, số một, thân thể của ngươi dung hợp một vật, ta gọi nó khế ước chi thư đi, bởi vì khế ước chi thư nguyên nhân, ngươi mới, chỉ có, phản lão hoàng đồng từ thanh niên biến thành một cái 12 tuổi cậu bé. Thứ hai, món đồ kia có thể cho ngươi cùng một ít người ký kết khế ước, mỗi ký kết một cái khế ước, thân thể của ngươi thì sẽ khôi phục một năm, cũng chính là trưởng lớn hơn một tuổi. Thứ ba, nếu như ngươi không thể trong vòng một tháng cùng người ký khế ước nói, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ được nha. Cái gì? Lâm Lạc thất kinh, cố cười nói, ngươi, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Ngươi cho là thế nào nữ người thần sắc trang nghiêm không có một chút đùa dẫn dáng vẻ loại này sự tình nghĩ như thế nào đều là không có khả năng a à. hẳn là lâm lạc nụ cười dần dần biến mất tuy là không dám tin tưởng nhưng trực giác nói cho hắn biết đối phương dường như không có ở dối trá có thời gian ở nơi này hoài nghi còn không bằng nhanh ký kết khế ước một tháng bão ngắn cũng không ngắn lắm nhưng cũng là đảo mắt liền qua nha nữ nhân nở nụ cười trong nụ cười một phần quan tâm hai phần thở dài còn có bảy phần là sa chi tai bên trong họa ta đây nên tìm ai đi hợp đồng ông thà tin rằng là có còn hơn là không tâm thái lâm lạc lên tiếng hỏi cái này dù sao quan hệ cùng với chính mình mạng nhỏ a à? nữ nhân cực kỳ không nể mặt mũi cái này ta cũng không có thể nói bất quá chờ ngươi nhìn thấy thời điểm tự nhiên thì sẽ biết lâm lạc điên cùng phiền muộn được rồi nên nói đều đã nói xong, hiện tại ngươi có thể đi về, miễn là theo con đường này đi, đi thẳng đến phần cuối, liền có thể trở lại mới vừa địa phương. Nàng chỉ vào lâm lạc phía sau, theo ngón tay của nàng nhìn lại, lâm lạc chứng kiến một cái phủ kín cục đá đạo lý, đó là cái này khê cốc cửa ra duy nhất. Mà để lâm lạc kinh ngạc chính là, đang ở trước phút chốc, căn bản không có con đường này a, à, tại sao có thể như vậy? Lâm Lạc một trừng khẩu ngốc, mà chờ hắn lại về qua đây hướng nữ nhân hỏi thời điểm, phát hiện đối phương cũng sớm đã đi xa, chỉ có thể nhìn được một cái nhàn nhạt bóng trắng. "Này, chờ chút a." À. Lâm Lạc lo lắng hô to, "Ta còn rất nhiều vấn đề đây, tỷ như đại tỷ phương danh a, à, về sau một phần vạn ta có việc làm như thế nào tìm ngươi a." À. Dựa vào, đi được nhanh như vậy. Hắn lời còn chưa nói hết, đối phương đã mất dạng, chỉ là chỉ một lúc liền có thanh âm của nàng truyền đến tên ta là trở lại tới này, còn như tìm ta cái kia không cần phải, ta muốn ở sau này trong một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều sẽ không thấy mặt, có thể chờ ngươi ký hợp đồng sau đó chúng ta sẽ chào tạm biệt đi. Sau đó, làm vừa rồi để cho ta vui vẻ hồi báo, ta liền thêm vào tiễn ngươi một cái tin, ở trong nhà ngươi, đêm nay có thể sẽ tới khách nhân đây, hảo hảo chờ mong đi, ha 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 ha. Tiếng cười dần dần đi xa, thanh âm phiêu miểu, như mộng như ảo. Trở lại tới này, ngươi coi mình là tiểu long nữ A, lâm lạc hung tận nhổ nước bọt. Thẳng đến giọng của nữ nhân hoàn toàn tiêu thất, hắn trong lòng vẫn là không thể bình tĩnh trở lại, loại này sự tình thực sự thật là quỷ gì, căn bản cũng không có thể tin tưởng. Thế nhưng hắn lại không thể không thư, bởi vì hắn hiện tại thực sự biến thành một cái 12 tuổi cậu bé. Đây là không thể nghi ngờ, nếu như trong vòng một tháng không có cùng người hợp đồng, có thể thực sự sẽ như nữ nhân kia từng nói, chính mình sẽ chết nhưng vấn đề là làm như thế nào đi hợp đồng lại nên cùng ai đi hợp đồng đâu tà thái dương em gái ngươi cuối cùng hắn cắn hàm răng chảy nhiệt lệ ông cực độ tâm tình bất an bước trên cái kia thạch tử lộ bóng lưng âm nhạc vang lên tàn khốc thiên sứ ở triệu hoán ngươi dũng cảm thiếu niên a à, nhanh đi sáng tạo bi kịch ps tân nhân sách mới cần các vị chống đỡ điểm kích đề cử cất dấu cho người đều có thể thế giới nhị thứ nguyên. Cầu thăng. Cầu vốt tốt. Thăng nhiều bung nhiều, một ca thăng tổng bung 10C, bắt đầu từ 639k. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.